Những con giáp hái ra tiền khi việc làm ăn dịp Giáng sinh 2020 lên như diều gặp gió. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, năm Canh Tý 2020 là một năm đầy biến động với tất cả các con giáp. Đã có một số con giáp nửa đầu năm nay phải đối mặt với nguy cơ phá sản, tiền bạc tiêu tán, nợ nần chồng chất. Một số con giáp khác thì may mắn hơn, họ đã nhận được cơ hội về công việc, kinh doanh nhưng lại chưa thể nắm bắt để có nhiều thành công như mình mong muốn. Vậy bước vào giai đoạn cuối cùng của năm Canh Tý 2020 tới đây, cơ hội có quay trở lại với các con giáp này hay không? Khi xem tử vi năm Canh Tý 2020, các bậc thầy tử vi học cho biết có 4 con giáp cực kỳ may mắn nhận được sự ưu ái của thần tài, vận may kéo về, tài vận hanh thông đủ đầy do có bất ngờ. 2 con giáp này sẽ có những ngày tháng viên mãn và kết thúc năm Canh Tý 2020 trong sự giàu có, hạnh phúc và thời khắc đặc biệt đem lại may mắn cho 2 con giáp này chính là thời điểm Giáng sinh trở đi. Hãy xem chương trình ngày hôm nay của kênh Phong thủy Gia Cát để biết được 4 con giáp may mắn đó là 4 con giáp nào và liệu rằng quý vị và các bạn có nằm trong số những con giáp may mắn này hay không. Vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, gia đạo sẽ có những tin vui gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. 1. Tuổi Tý. Dịp Giáng sinh năm nay, người tuổi Tý có vận thế rất hanh thông, tin vui liên tiếp kéo đến nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong suốt cả năm qua. Hơn ai hết, bản mệnh ý thức được rằng việc phát triển một công việc kinh doanh thành công đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ có đam mê, vì thế họ rất tập trung việc tìm kiếm các cơ hội. Hơn nữa tuổi Tý lại là người rất nhanh nhạy với thời cuộc, nhất là những người tham gia làm ăn, kinh doanh lâu năm. Họ biết trước cơ hội như dịp Giáng sinh 2020 để làm giàu cho mình bằng việc nắm bắt xu hướng mua sắm hiện nay và tập trung vào đó khai thác triệt để nguồn lực đang có. Thậm chí những ông chủ tuổi Tý còn đề xuất mức thưởng cao cho những ai bán hàng xuất sắc trong tháng 12 này nhằm khuyến khích tinh thần của nhân viên để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc để đạt được mục tiêu cuối năm. Hiếm ai sở hữu được sự sáng tạo tuyệt vời mà lại có thể áp dụng vào thực tế một cách dễ dàng như con giáp tuổi Tý. Nhờ đó mà sản phẩm của họ luôn nổi bật, thu hút nhiều khách hàng hơn bao giờ hết. Nhờ thế mà việc buôn bán cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Chính vì thế, công việc, tài vận của họ thời điểm này vô cùng tốt đẹp. Nhất là trong mùa dịch, mọi người ngại tụ tập đông người nên ưu tiên việc mua sắm online. Nên những đơn hàng online của họ nổ ầm ầm khiến người tuổi Tý bận rộn suốt cả ngày. Ngoài ra, để may mắn và phát triển một cách mạnh mẽ nhất thì bản mệnh cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp chiêu tài lộc, cát lành và mang lại bình an cho bản mệnh. 2. Tuổi Sửu. Vốn là con giáp giỏi kinh doanh, tuổi Sửu sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng khi làm ăn với họ. Nhất là những ngày cuối năm nay, họ càng có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Trong việc hợp tác, họ luôn ưu tiên đôi bên cùng có lợi và làm mọi cách để phát huy được lợi thế của nhau. Người tuổi Sửu là con giáp làm ăn thuận lợi dịp Giáng sinh 2020 không phải vì gặp may mà phần nhiều là nhờ tính kiên trì, ham học hỏi. Họ dành nhiều thời gian để nghiên cứu đường đi, nước bước của đối thủ để tìm ra hướng đi đặc sắc của mình, để có được thị trường kinh doanh mà họ mong muốn. Hơn nữa, sản phẩm của họ luôn được tính toán kỹ càng, tìm cách cải thiện liên tục và luôn ưu tiên tính thẩm mỹ cao để hạ gục khách hàng sau cái nhìn đầu tiên. Vì thế không lạ gì khi họ luôn có doanh thu vượt trội vào các ngày lễ, nhất là Giáng sinh năm nay, bất kể việc ở đâu cũng có các mặt hàng đa dạng
phong phú đang được bày bán. Có thể nói, sản phẩm của họ luôn được xem là nổi bật nhất. Thế nhưng, vì mải quan tâm tới công việc, suy nghĩ về nó suốt cả ngày nên có thể đó là tác nhân ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của người tuổi Sửu với người đó, còn gây rạn vỡ tình cảm của bạn trong thời gian này. Nếu có thể, bạn nên cân đối lại thời gian để quan tâm tới người yêu hay gia đình mình một chút. Chính vì vậy, trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp bản mệnh hóa giải thị phi, hóa giải mâu thuẫn và tăng cường mối quan hệ. Đồng thời, chiếu cát lành tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc phát triển một cách hanh thông và rực rỡ nhất. Tuổi Tỵ, công việc, tài vận của con giáp tuổi Tỵ dịp Giáng sinh năm nay đều phát triển nhanh chóng, nhất là với những ai nhanh nhạy, bắt kịp xu thế để lựa chọn mặt hàng kinh doanh phù hợp với thị hiếu của mọi người. Nếu không, bạn cũng có được trợ thủ đắc lực hoặc một người có kinh nghiệm chỉ dẫn đường đi, nước bước tốt nhất với hoàn cảnh của bạn. Trong việc quyết định các cơ hội làm ăn, con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Họ không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn, giúp mọi người cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Môi trường cạnh tranh như hiện nay càng ngày càng khốc liệt, vì thế cái thời chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm đã qua rồi. Ngoài việc chú ý chất lượng, con giáp tuổi Tỵ còn ưu tiên việc đề cao tính thẩm mỹ, mượn công cụ quảng cáo để kể chuyện, truyền tải cảm xúc vào từng sản phẩm của mình. Có thể nói, những gì mà con giáp tuổi Tỵ làm được trong thời gian này sẽ là nền tảng tốt để bạn có thể gặt hái được thành công nhanh chóng trong năm 2021 để sự nghiệp thêm phần rực rỡ. Ngoài ra, bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh sẽ khiến con đường phát triển một cách hanh thông và thuận lợi nhất. 4. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu rất giỏi trong việc lên kế hoạch cho công việc của mình và những việc mình cần làm cụ thể cho việc buôn bán, làm ăn trong năm. Đặc biệt là dịp hái ra tiền như Giáng sinh 2020 này đã được họ sắp xếp từ trước và giờ đây chỉ có bắt tay và thực hiện mà thôi. Thế nhưng, việc có kế hoạch không làm họ chủ quan. Ngược lại, con giáp tuổi Dậu vẫn thường xuyên theo sát tình hình thực tế và linh hoạt thay đổi những cách thức cần thiết để đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. May mắn là con giáp làm ăn thuận lợi dịp Giáng sinh 2020 vì những ngày cuối năm này cũng xuất hiện nhiều cát tinh trợ lực cho họ nên công việc, thu nhập, sức khỏe của con giáp này rất khả quan. Bạn làm việc đêm ngày dường như không thấy mệt là gì. Nhất là với những ông chủ, bà chủ tuổi Dậu rất biết tận dụng năng lực của nhân viên bằng sự khuyến khích, động viên kịp thời. Họ đã cố gắng giúp mọi người sáng tạo hơn từ khâu phát triển sản phẩm cho tới bán hàng, chăm sóc sau mua trong suốt năm qua. Nhờ đó mà doanh thu hứa hẹn sẽ vượt trội trong mùa Giáng sinh năm nay. Ngoài ra, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại may mắn, bình an cho bản mệnh. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp có vận may về tiền bạc, thì còn có những con giáp tuy không có tiền nhưng lại có tình trong dịp Giáng sinh 2020 sắp tới. Họ sẽ không còn một mình trong các ngày lễ sắp tới, ví dụ như Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, ngày lễ tình nhân. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. 1. Tuổi Mão. Người tuổi Mão sẽ cảm thấy được tôn trọng và an toàn nếu đối phương yêu thương cả những người thân của họ. Đó là lý do họ sẽ kết đôi trong thời gian này khi nhận thấy đối phương tỏ ra rất nhiệt tình, chu đáo với bạn bè, bố mẹ và cả những người khác trong gia đình bạn. Đối với con giáp tuổi Mão, lãng mạn là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Vì thế nếu người ấy có những cử chỉ quan tâm, thể hiện sự lãng mạn trong các cuộc hẹn hò sẽ rất dễ đốn tim bạn vào dịp cuối năm 2020. Những người tuổi này luôn muốn được chăm sóc cho nửa kia, nhất là giai đoạn mới yêu, họ thường toàn tâm, toàn ý cho người thương. Họ cũng là con giáp sẽ phân tâm vì yêu, cứ yêu vào là người trên mây, trên gió.
Lời khuyên dành cho bạn là dù thế nào cũng đừng vì thế mà quên quan tâm, lo lắng cho chính mình nữa. Có thể vì người tuổi Mão trở nên quá ân cần nên đôi lúc đối phương sẽ băn khoăn về mục đích đằng sau những hành động này khi tình yêu chớm nở. Nhưng lời khuyên cho những ai khi yêu họ đó là hãy tin tưởng, bởi họ đơn giản chỉ muốn mang lại những gì tốt nhất cho người mình yêu. 2. Tuổi Tỵ. Đào hoa nở rộ giúp người tuổi Tỵ có cơ hội thoát kiếp độc thân trong tuần cuối cùng của năm 2020 dương lịch này mà không phải nỗ lực quá nhiều. Họ đơn giản chỉ thể hiện đúng con người mình trong mọi hoàn cảnh và tình yêu xuất hiện vào lúc mà họ không ngờ tới. Cơ sát tuổi Tỵ có thể gặp một nửa của mình khi đi học lớp, hoặc đó là một người bạn trong lớp tiếng Anh, lớp học nhảy, học vẽ. Thậm chí có người tìm ra được tâm đầu, ý hợp trong buổi tiệc Giáng sinh, xa nhà, bên những người bạn mới. Trong mắt họ, tình yêu là một chuyến phiêu lưu, chứ không phải là một chuỗi ngày lặp đi, lặp lại đầy nhàm chán. Kết đôi với con giáp tuổi Tỵ, đối phương sẽ càng ngày càng chẳng thể rời xa khi luôn được trải nghiệm những điều độc đáo, thú vị. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý đến cảm xúc của con giáp này vì họ khá bốc đồng và rất dễ nổi nóng. Những cái ôm và cử chỉ thân mật là con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim của người tuổi Tỵ. Khi họ tức giận, hãy vỗ về và ôm họ thì mọi chuyện cũng sẽ sớm qua đi. Tuy vậy, cũng đừng nên vội vàng mà đốt cháy giai đoạn vì họ luôn đề cao sự thấu hiểu về đối phương trước. 3. Tuổi Hợi. Dù ở độ tuổi nào, con giáp tuổi Hợi cũng luôn thể hiện sự vui vẻ, yêu đời với mọi người. Do đó, người khác giới rất dễ bị thu hút bởi tính cách vô tư, thoải mái này. Đối phương luôn mong muốn có được mối quan hệ hài hòa với người có một trái tim tươi trẻ và nhiệt huyết như người tuổi Hợi. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi này thêm phần khởi sắc khi bạn con giáp có người yêu dịp Giáng sinh 2020. Đó là lúc cơ hội đẩy nhanh các tiến trình tình cảm khi ai cũng muốn sắp xếp lại mọi thứ trước khi được ở bên gia đình trong ngày ý nghĩa nhất trong năm. Và khi may mắn gặp được một cô nàng, anh chàng thú vị như người tuổi Hợi thì nhất định không được bỏ lỡ. Người tuổi Hợi không chỉ mong muốn bản thân được công nhận mà còn muốn giữ vị trí độc tôn trong lòng đối phương. Vì vậy, nếu yêu một anh chàng, cô nàng tuổi Hợi, hãy thường xuyên nói lời ngon ngọt, tình cảm với họ. Bên cạnh đó, với bản tính mong manh, dễ vỡ, tốt hơn hết là người ấy nên thay thế những lời chỉ trích thành những hành động góp ý nhẹ nhàng và chân thành để không làm tổn thương cho tuổi Hợi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những chương trình lần sau.